Xin chào các bạn. Nga được cho là đang tăng cường nỗ lực trinh sát, sử dụng mục tiêu giả, chiến thuật mà Kiev tin rằng là khúc dạo đầu của Moscow trước một đợt tấn công mới quy mô lớn. Ngày 16 tháng 2, lực lượng hàng không vũ trụ Nga liên tục tập kích tên lửa quy mô lớn nhằm vào các hạ tầng quan trọng của Ukraine ở cả miền Bắc, miền Tây và miền Trung. Theo giới chức Ukraine, Nga đã phóng tổng cộng 32 tên lửa, trong đó có 8 tên lửa hành trình Kalib khai hỏa từ một tàu chiến ở Biển Đen. Hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được một nửa số tên lửa. Bình luận về điểm đáng chú ý của đợt tập kích này, ông Andrei Zhemak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Telegram rằng người Nga dường như đã thay đổi chiến thuật, họ đang tích cực tiến hành trinh sát, sử dụng các mục tiêu giả. Một ngày trước cuộc tập kích, Kiev cho biết họ đã phát hiện 6 khinh khí cầu được cho là của Nga xuất hiện ở thủ đô Kiev. Hệ thống phòng không của Ukraine sau đó đã bắn rơi các khí cầu này. Theo giới chức Ukraine, đây có thể là khinh khí cầu được triển khai để thăm dò và làm kiệt quệ hệ thống phòng không của Kiev. Ông Yuri Inat, người phát ngôn của không quân Ukraine, nói rằng các khinh khí cầu có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm bảo toàn kho dự trữ máy bay không người lái. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ước tính Nga mất tổng cộng hơn 2.000 UAV cấp chiến thuật kể từ khi mở chiến dịch quân sự. Ông Inat bình luận trên truyền hình quốc gia Ukraine rằng hiện giờ Nga đang sử dụng UAV trinh sát như Orlan-10, tiết kiệm hơn và họ dùng khinh khí cầu để thay thế. Những thay đổi đó của Nga được tin là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới xung quanh thời điểm tròn một năm xung đột ở Ukraine. Ông Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, dự đoán đợt tấn công mới của Nga sẽ xảy ra vào hôm 23-24 tháng 2. Họ đang chuẩn bị và sẽ một lần nữa tìm cách tấn công quy mô lớn vào ngày 23-24 tháng 2. Chúng tôi rất bình tĩnh và đã sẵn sàng cho điều này, ông Danilov nói. Theo ông, Ukraine đã có kinh nghiệm đối phó với một cuộc tập kích với quy mô lên đến 120 tên lửa. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia ngày càng đặt những lo lắng cho Ukraine khi Nga đang thực sự tiến bộ về mặt tác chiến, trong đó có việc sử dụng đa dạng và hiệu quả các phương thức tấn công hỏa lực hàng không. Và dù phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat nói rằng những khí cầu bị bắn hạ không mang tính đột phá về công nghệ, đây là những thiết bị đã lạc hậu và xuất hiện từ lâu. Nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự Kiev KCMA hôm 15 tháng 2 thông báo lực lượng phòng không Ukraine phát hiện 6 mục tiêu bay trên vùng trời thủ đô, xác định chúng là khí cầu Nga và bắt buộc phải bắn hạ chúng. Điều này mang đến rất nhiều rủi ro. Trong trận đánh ngày 15 tháng 2 trên bầu trời Kiev, phòng không Ukraine đã phóng ít nhất 6 quả tên lửa để hạ 6 khí cầu, chưa tính những quả bắn trượt. Chuyên gia quân sự Joseph Chevitik lưu ý trên chuyên trang Warzone của Mỹ rằng phòng không Ukraine sẽ bị suy kiệt khí tài nếu liên tục đánh chặn những mục tiêu như vậy, nhất là khi nguồn dự trữ đạn dược phòng không rất hạn chế sau một năm đối phó các đòn không kích của Nga. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Kiev KCMA cũng cảnh báo những khí cầu này mang theo thiết bị phản xạ có hình dáng góc cạnh và một số thiết bị tình báo, dường như nhằm buộc phòng không Ukraine bộc lộ thế trận và tốn đạn đánh chặn. Trước đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đã lần đầu tiên thông tin về việc Nga sử dụng một loại khí cầu quân sự đặc biệt vào khu vực tỉnh Dnipro hôm 12 tháng 2. Tuyên bố của Không quân Ukraine cho biết những thông tin từ một trang mạng xã hội Telegram về việc đối phương sử dụng máy bay không người lái UAV cảm tử trong cuộc tập kích tối ngày 12 tháng 2 tại tỉnh Dnipro là không đúng sự thật. Thay vào đó, quân đội Nga đã sử dụng nhiều UAV cảnh giới và khí cầu quân sự có nhiều góc phản xạ. Lực lượng phòng không Ukraine đã lập tức đáp trả lại UAV của đối phương. Ngoài việc làm hao tốn số tên lửa vốn đã rất ít ỏi của Ukraine, chuyên gia quân sự Joseph Chevitik còn lưu ý thêm rằng những khí cầu như vậy có thể buộc đối phương bật radar phòng không và để lộ trận địa, cũng như chủng loại khí tài được sử dụng. Bên tấn công có thể dùng dữ liệu này để tung đòn áp chế phòng không hoặc cho tên lửa, máy bay vòng tránh khu vực có hệ thống phòng không hiện đại. Theo ông Chevitik, quân đội nhiều nước từng triển khai khí cầu mang bộ phản xạ radar để thực hiện nhiệm vụ này. Điển hình là dự án Palladium mà Mỹ từng tiến hành trong chiến tranh lạnh để thu thập dữ liệu về hệ thống phòng không của Liên Xô tại Cuba. Sau khi thực hiện nhiệm vụ như vậy, mỗi khí cầu có thể mang một bộ phản xạ radar có kích thước khác nhau, tối ưu cho từng tần số vô tuyến cụ thể và giúp đánh giá chủng loại radar mà đối phương sử dụng. Chiến thuật tương tự hoặc phức tạp hơn cũng được quân đội Mỹ sử dụng những năm gần đây. Khí cầu cũng có thể đóng vai trò mồi bẫy trong tác chiến, tạo mục tiêu giả trên radar và thu hút sự chú ý của đối phương, bảo vệ khí tài có giá trị cao và gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn. Không quân Mỹ hôm 12 tháng 2 tuyên bố Nga đã dùng UAV trinh sát và hàng loạt khí cầu lắp các thiết bị phản xạ radar có hình dáng góc cạnh trong đòn không kích nhắm vào miền trung tỉnh Dnipro.
Biện pháp tương tự dường như cũng được áp dụng hồi năm ngoái, khi Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đã tháo đầu đạn hạt nhân khỏi tên lửa K-55 từ thời Liên Xô, biện chúng thành mồi bẫy đánh lừa phòng không Ukraine trong những đòn tập kích bằng tên lửa hành trình KH-101. Giới chuyên gia quân sự cho rằng sự kiện này thể hiện chiến thuật mới của Nga, trong đó dùng khí cầu cỡ nhỏ, giá rẻ được gắn các bộ phận phản xạ radar để gây khó khăn cho lưới phòng không Ukraine. Và đương nhiên, sẽ không đúng như những cáo buộc rằng Nga sử dụng các khí cầu quân sự vì Nga cạn kho tên lửa hay Nga hết UAV cảm tử của Iran. Mà rõ ràng, các tướng lĩnh quân sự Nga đã vận dụng tối đa các công cụ để đạt được hiệu quả không kích cao nhất. Điều này cũng giúp phát triển thêm các chiến thuật mới và kinh nghiệm thực tế áp dụng chúng. Trong khi đó, khó khăn lại ngày càng chồng chất với Ukraine và phương Tây khi chơi ván cờ tiêu hào với Nga. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.